Thưa quý vị và các đồng chí, trong không khí sôi nổi kỷ niệm 30 năm các chương trình chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành đoàn và Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh phối hợp tổ chức chương trình Chủ nhật xanh lần thứ 150 gắn với triển khai thực hiện các công trình thanh niên của nhiệm kỳ Sông Sài Gòn, Con sông thành phố tôi. Chương trình có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng sự tham dự của hơn 500 bạn trẻ và người dân quận Bình Thạnh. Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 150 diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 7 năm 2023. Các đoàn viên thanh niên tình nguyện cùng người dân tổ chức dọn vệ sinh, xóa điểm rác tồn động dọc tuyến đường Chu Văn An và Phan Châu Trinh thuộc phường 12 quận Bình Thạnh, cải tạo cảnh quan tuyến rạch Lăng thuộc rạch Xuyên Tâm đi qua địa bàn các phường 12, 13, 26 quận Bình Thạnh với việc trục vớt lục bình, dọn dẹp rác thải, khơi thông dòng chảy. Trong hơn 30 năm qua thì với các hoạt động của ngày Chủ nhật xanh thì tuổi trẻ thành phố đã chung tay góp phần cải tạo cảnh quan, mỹ quan đô thị và tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường. Để từ đó thì đã tạo ra những không gian xanh, những sân chơi thiếu nhi và cả những công trình cải tạo các cảnh quan, các tuyến kênh rạch trên địa bàn thành phố. Và đặc biệt thì trong năm 2023 thì thành đoàn xác lập và nội dung trọng tâm đó chính là việc tham gia cải tạo các tuyến kênh rạch thuộc tuyến rạch Xuyên Tâm ở tại quận Bình Thạnh thông qua việc ký kết liên tịch với Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh. Và đây là ngày Chủ nhật thứ ba mà tổ chức thành phố cùng chung tay với lại nhân dân và đoàn viên thanh niên quận Bình Thạnh để thực hiện công trình cải tạo tuyến kênh rạch thuộc rạch Xuyên Tâm của quận Bình Thạnh. Đây là một hoạt động rất là ý nghĩa, giúp ích cho môi trường, giúp thành phố xanh sạch đẹp, và bên cạnh đó là thực hiện được công trình là Con sông Sài Gòn, Con sông thành phố tôi, giúp cho nó càng ngày càng xanh sạch đẹp và giúp cho thành phố là không còn bị ô nhiễm môi trường nữa. Đối với bản thân thì cũng thường xuyên tham gia các hoạt động như thế này. Đó coi như là một phần mình giúp ích cho xã hội, giúp thành phố xanh sạch đẹp hơn. Các em là tình nguyện viên, đoàn thanh niên cũng thường xuyên tham gia cái chương trình là vệ sinh môi trường ở trên cái địa bàn thành phường 12 này. Thì nhìn chung là các em làm rất là tốt và rất là nhiệt tình và rất là có trách nhiệm. Đảng ủy cũng như ủy ban, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cán bộ công chức phường 12 cũng rất là vui vẻ và hưởng ứng cái phong trào này nhằm mục đích đó là mang lại cái môi trường xanh sạch đẹp. Những cái dòng kênh xanh ở trên dọc khu phố là chúng tôi tổ chức ngày Chủ nhật xanh, tổng vệ sinh và cũng nhờ lực lượng các em đoàn viên thanh niên và chiến sĩ mùa hè xanh đến để mà giúp trong cái đợt như hôm nay. Chúng tôi trách nhiệm là khu phố luôn luôn giữ gìn và thực hiện để môi trường xanh sạch đẹp. Cùng với cải tạo các tuyến rạch, chương trình còn tặng cây xanh cho các hộ dân để tạo thêm mảng xanh cho không gian sống. Tại thành phố Thủ Đức, các bạn đoàn viên thanh niên trồng mới khoảng 2.000 cây xanh dọc tuyến đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu Mỹ Thủy, phường Thành Mỹ Lợi đến cầu Phú Hữu, phường Phú Hữu. Cùng với đó, chương trình còn tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, bỏ rác đúng nơi quy định, thực hiện mô hình chung cư xanh và chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Emrin phân loại rác tại nguồn được tích điểm tặng quà. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn quận, huyện, xã, phường trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 150 với các nội dung trọng tâm như trồng mới cây xanh trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, phát động trong đoàn viên thanh niên và người dân cùng đăng ký tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố, ấp, an toàn, sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình, đẩy mạnh chăm sóc và tôn tạo mảng xanh, thực hiện các hoạt động trồng cây xanh ven đường, dọc bờ kênh, bờ sông, vùng rừng ngập mặn trên địa bàn. Ngày Chủ nhật xanh là sáng kiến của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh, ra đời từ năm 1994. Đây là giải pháp phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên thành phố trong tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, tham gia tuyên truyền về xây dựng mỹ quan đô thị, thói quen sống thân thiện với môi trường trong đoàn viên thanh niên, người dân thành phố.